Các thưa quý vị, CPJ sẽ vinh danh blogger mẹ nấm trong lễ trao giải tự do báo chí quốc tế năm 2018 tình đến từ New York. Vào ngày 20 tháng 11 này, Thủy ban bảo vệ nhà báo viết tắt là CPJ sẽ vinh danh 4 nhà báo xuất sắc vì lòng can đảm của họ tại buổi lễ trao giải tự do báo chí 2018 tại thành phố New York. Trong số 4 nhà báo này có bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, người vừa được phóng thích khỏi nhà tù ở Việt Nam hồi đầu tháng nay và được cho đoàn tụ với địch gia đình nhưng buộc phải đi lưu vong ở Hoa Kỳ. Theo thông báo của CBJ đăng trên mạng hôm 6 tháng 11, thì ba nhà báo khác cũng đều đã đối diện với những mối đe dọa trầm trọng vì công việc của mình bà Amo Khalifa Adris Hapani, một nhà báo tự do người Sudan, cũng đã bị bắt giữ vì những tường thuật chỉ trích chính quyền. Phóng viên truyền hình Ukraine Anastasia Stanko cũng đã từng bị bắt làm con tin. Và chính phủ Venezuela đã yêu cầu được biết các nguồn tin của phóng viên điều tra Luz Melirias, người sau này thành lập báo mạng tin tức Efeco Social. CBJ cũng sẽ trao giải tự do báo chí Quim Eiffel cho chủ bút Maria Ressa của báo mạng Rappler. Với 30 năm kinh nghiệm trong nghề báo ở châu Á, và Ressa đã bị đe dọa và trang mạng của bà bị tấn công vì đưa tin về Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Buổi già tiệc trao giải sẽ do báo chí bọc vào cửa. Để nhận được thẻ truyền thông thì xin nộp đơn trước từ nay tới trưa thứ Sáu ngày 16 tháng 11. Các nhà báo cần lên lịch trước với CBJ nếu muốn chụp ảnh hoặc thực hiện các cuộc phỏng vấn.